Muốn được chánh kiến xuất thế gian phải ái ngưỡng Phật thân, và khi nghe tán thán công đức của Phật phải tự niệm rằng: vào đời vị lai ta cũng sẽ thành Phật. Này ta nguyện đời đời ái ngưỡng Phật thân, gặp Phật, cầu Pháp, để rồi vì chúng sanh thuyết giảng Phật Pháp cho họ nghe, khiến họ khi tại gia hành tài thí, khi xuất gia hành pháp thí. Người trì chánh pháp mà chẳng cầu danh lợi thì mới có thể vì chúng sanh nói pháp cho họ nghe được, mới có thể hành trì thuyết giảng và tán thán sáu pháp ba la mật được. Vì sao? Vì nếu chỉ do nhàm chán thế gian mà ly gia đình, ly các phiền não, thì đó mới chỉ là sơ thiện. Nếu thọ trì giảng nói các pháp nhị thừa thì là trung thiện, phải nói lên được diệu nghĩa của Phật Pháp mới gọi là hảo thuyết. Cho nên trong kinh nói, nếu hành tám thánh đạo thanh tịnh là hành đầy đủ thánh giáo. Trong 12 bộ kinh đều có nói về sự phá kiêu mạn. Vì sao? Vì khi xuất gia trì giới, Bồ Tát phải đoạn sạch kiêu mạn. Nếu Bồ Tát còn sanh tâm kiêu mạn thì phải tự niệm rằng: ta đã cạo đầu, nhuộm y, cầm bình bát đi khất thực là nhằm phá kiêu mạn nơi ta. Nếu ta còn khởi tâm kiêu mạn thì các công đức của ta sẽ bị che lấp, khiến chúng sanh chẳng còn tin kính ta nữa. Do vậy mà ta phải thọ sanh vào chốn tệ ác, vào các loài súc sanh, hoặc thọ sanh làm người vào nhà hạ tiện. Kiêu mạn có nhiều tội lỗi như vậy, nên dù đời nay có được phước báu sanh vào nhà giàu sang phú quý, vẫn phải phá tâm kiêu mạn. Trái lại, thuật ngữ là gốc thiện, dẫn sanh lên cõi trời, nên người hành thuật ngữ được nhiều người tín thọ, được vô lượng phước đức. Hỏi: thiện khẩu nghiệp có bốn, vì sao ở đây chỉ nói đến thuật ngữ mà thôi? Đáp: Phật Pháp quý thuật ngữ vì thuật ngữ nhiếp được cả bốn đế. Bồ Tát vào sơ địa tu xả bốn khẩu nghiệp, nhưng phải lên đến nhị địa mới xả được hoàn toàn. Ở sơ địa, Bồ Tát dùng thuật ngữ để diễn nói các pháp, mà vẫn biết các ngôn ngữ đều là bất khả đắc. Hỏi: vì sao chỉ nói đến 10 pháp tu ở sơ địa mà thôi? Đáp: vì Phật dạy rằng Bồ Tát tu đầy đủ 10 pháp đó là vào được sơ địa. Ví như ông thầy thuốc sau khi chẩn mạch bệnh nhân xong, đã có thể biết rõ bệnh nhân cần dùng những loại thuốc nào với liều lượng bao nhiêu là đủ để chữa, trừ dứt bệnh vậy. Như vậy chẳng nên bận tâm đến số lượng pháp tu nhiều hay ít. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú nhị địa thường niệm tám pháp, từ trì giới thanh định dẫn đến siêng năng tu tập sáu pháp ba la mật? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, nên biết nếu Bồ Tát chẳng niệm thanh văn tâm và bích chi Phật tâm, chẳng niệm sự phá giới làm chướng ngại Phật đạo thì gọi là Bồ Tát thường niệm giới thanh tịnh. Nếu Bồ Tát khi hành Bồ Tát đạo chẳng quên đề đáp ơn, dù là ơn nhỏ, thì gọi là Bồ Tát thường niệm biết ơn và báo ơn. Nếu Bồ Tát chẳng sân chẳng não đối với hết thảy chúng sanh thì gọi là Bồ Tát thường niệm nhẫn nhục. Nếu Bồ Tát lấy sự thành tựu chúng sanh làm niềm vui thì gọi là Bồ Tát thọ hoa thỉ. Nếu Bồ Tát thường niệm cứu độ hết thảy chúng sanh thì gọi là Bồ Tát chẳng xả chúng sanh. Nếu Bồ Tát nhẫn thọ khổ nhục của hết thảy chúng sanh, từ chúng sanh thọ khổ trong chốn địa ngục đến chúng sanh thọ vui ở Niết Bàn Thanh Văn, rồi lại nghĩ rằng ta phải phát đại bi tâm cứu tất cả chúng sanh và vì họ mà nhẫn khổ thì gọi là Bồ Tát vào đại bi tâm. Nếu Bồ Tát tin kính cầu pháp nơi các bậc sư trưởng xem thầy như Phật thì gọi là Bồ Tát tin kính sư trưởng. Nếu Bồ Tát nhất tâm cầu sáu pháp ba la mật thì gọi là Bồ Tát cần cầu sáu pháp ba la mật. Như vậy gọi là Bồ Tát trú nhị địa thường niệm tám pháp. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú tam địa đầy đủ năm pháp, từ học vấn nhiều chẳng nhàm chán dẫn đến trú trong tam quý? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nên biết nếu Bồ Tát đi khắp mười phương cầu được nghe và thọ trì chánh pháp của chư Phật, tinh tấn chẳng hề mệt mỏi thì gọi là Bồ Tát học vấn nhiều mà chẳng hề sanh nhàm chán. Nếu Bồ Tát hành pháp thí mà chẳng mong cầu danh lợi, cũng chẳng mong cầu vô thượng Bồ Đề thì gọi là Bồ Tát thanh tịnh pháp thí mà chẳng sanh cao tâm. Nếu Bồ Tát đem tất cả thiện căn công đức hồi hướng về vô thượng Bồ Đề thì gọi là Bồ Tát trang nghiêm Phật độ. Nếu Bồ Tát muốn được các thiện căn đầy đủ để thành tựu chúng sanh, trang nghiêm Phật độ dẫn đến để được nhất thiết chủng trí mà cần khổ chẳng hề mệt mỏi thì gọi là Bồ Tát nhẫn thọ vô lượng khổ thế gian chẳng nhàm chán. Nếu Bồ Tát mỗi khi móng tâm chứng quả thanh văn là đến sanh tam quý thì gọi là Bồ Tát trú trong tam quý.
như vậy gọi là Bồ Tát trú tam địa, đầy đủ năm pháp. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú tứ địa, chẳng bỏ mười pháp, chẳng từ chẳng bỏ A Lan nhã xứ dẫn đến chẳng ôm giữ các vật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nên biết nếu Bồ Tát chẳng trú thanh văn địa thì gọi là Bồ Tát chẳng bỏ A Lan nhã xứ. Nếu Bồ Tát chỉ nhất tâm niệm nhất thiết trùng trí thì gọi là Bồ Tát tri túc. Nếu Bồ Tát chẳng có ý niệm mong muốn các dục dẫn đến chẳng có ý niệm mong muốn vô thượng Bồ Đề thì gọi là Bồ Tát thiểu dục. Nếu Bồ Tát quán thâm pháp nhẫn thì gọi là Bồ Tát chẳng xả công đức đầu đà. Nếu Bồ Tát chẳng chấp các giới tướng thì gọi là Bồ Tát chẳng xả giới. Nếu Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp đều chẳng có tạo tác thì gọi là Bồ Tát nhàm thế gian thuận niết bàn. Nếu Bồ Tát chẳng sanh dục tâm thì gọi là Bồ Tát ghét bỏ các dục nhiễm. Nếu Bồ Tát xả bỏ tất cả các nội pháp và ngoại pháp thì gọi là Bồ Tát xả bỏ tất cả vật sở hữu. Nếu Bồ Tát chẳng khởi các thức thì gọi là Bồ Tát giữ tâm chẳng chìm đắm. Nếu Bồ Tát chẳng chấp cũng chẳng nhớ nghĩ hết thảy các vật thì gọi là Bồ Tát chẳng ôm giữ các vật. Như vậy gọi là Bồ Tát trú tứ địa, chẳng bỏ mười pháp. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú ngũ địa, xa lìa 12 pháp, từ xa lìa người thân bạch y dẫn đến xa lìa tham sân si? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nên biết nếu Bồ Tát từ Phật quốc này đến Phật quốc khác thường xuất gia thì gọi là Bồ Tát xa lìa người thân bạch y. Nếu Bồ Tát chẳng ở chung một chỗ với tỳ kheo ni dẫn đến chẳng bóng tâm nghĩ như vậy thì gọi là Bồ Tát xa lìa tỳ kheo ni. Nếu Bồ Tát thường niệm: Ta đã thệ nguyện an lạc hết thảy chúng sanh, ta chẳng nên tham trước các việc thế gian, thì gọi là Bồ Tát xa lìa sát tham. Nếu Bồ Tát xa lìa các đạo thuyết vô ích dẫn đến các hạnh thanh văn và bích chây Phật thì gọi là Bồ Tát xa lìa lời nói vô ích. Nếu Bồ Tát chẳng đề cho các tâm sân hận não hại đấu tranh khởi lên thì gọi Bồ Tát xa lìa sự nóng giận. Nếu Bồ Tát chẳng thấy có nội pháp khiến chẳng sanh cao tâm thì gọi là Bồ Tát xa lìa sự tự cao. Nếu Bồ Tát chẳng thấy có ngoại pháp khiến chẳng thấy ai đáng khinh miệt cả thì gọi là Bồ Tát xa lìa sự khinh miệt người. Nếu Bồ Tát xa lìa mười bất thiện đạo làm chướng ngại tám thánh đạo dẫn đến chướng ngại vô thượng Bồ Đề thì gọi là Bồ Tát xa lìa mười bất thiện đạo. Nếu Bồ Tát chẳng thấy có pháp đại mạng thì gọi là Bồ Tát xa lìa sự đại mạng. Nếu Bồ Tát chẳng thấy có pháp tự dụng thì gọi là Bồ Tát xa lìa sự tự dụng ích kỷ. Nếu Bồ Tát biết rõ điên đảo là bất khả đắc thì gọi là Bồ Tát xa lìa điên đảo. Nếu Bồ Tát chẳng nghĩ đến các pháp tham sân si thì gọi là Bồ Tát xa lìa tham sân si. Như vậy gọi là Bồ Tát trú ngũ địa, xa lìa 12 pháp. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú lục địa, đầy đủ 6 pháp? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đó là Bồ Tát hành đầy đủ 6 pháp ba la mật khiến có thể vượt qua đến bờ bên kia. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú lục địa, chẳng nên làm 6 pháp, từ chẳng móng tâm thanh văn và tâm bích chi Phật dẫn đến chẳng có nghi các pháp thập thâm? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nên biết nếu Bồ Tát nghĩ rằng tâm thanh văn và tâm bích chi Phật chẳng phải là nhân tu vô thượng Bồ Đề thì gọi là Bồ Tát chẳng móng tâm thanh văn và tâm bích chi Phật. Nếu Bồ Tát biết rõ bố thí mà còn sanh ưu phiền chẳng phải là nhân tu vô thượng Bồ Đề thì gọi là Bồ Tát hành bố thí mà chẳng sanh ưu tâm. Nếu Bồ Tát biết rõ rằng thấy người đến cầu xin mà mình có ý muốn trốn tránh chẳng phải là nhân tu vô thượng Bồ Đề thì gọi là Bồ Tát chẳng trốn tránh trước sự cầu xin của người. Nếu Bồ Tát sẵn sàng bố thí tất cả các nội ngoại vật sở hữu của mình, chẳng thấy có vật gì mà chẳng có thể dùng để bố thí cả thì gọi là Bồ Tát chẳng luyến tiếc vật sở hữu dùng để bố thí. Nếu Bồ Tát có đủ lực từ bi khiến sau khi hành bố thí mà tâm chẳng mảy may hối tiếc thì gọi là Bồ Tát chẳng sanh hối tâm sau khi hành bố thí. Nếu Bồ Tát có đủ các lực công đức thì gọi là Bồ Tát chẳng nghi các pháp thập thâm. Như vậy gọi là Bồ Tát trú lục địa, phải đầy đủ 6 pháp và chẳng nên làm 6 pháp. Luận. Hỏi: Bồ Tát vào sơ địa đã thường hành bố thí nhằm thanh tịnh giới, này vì sao lại nói trì giới thắng hơn bố thí? Đáp: Vì trì giới nhiếp hết thảy chúng sanh, còn bố thí chẳng phổ cập cùng khắp.
Trì giới có vô lượng công đức, ví như không sát sanh là đã gián tiếp bố thí vô úy, bố thí sanh mạng cho chúng sanh rồi vậy. Những người phá Phật đạo đều gọi là hành giới cấu. Người tu hành phải ly các giới cấu mới được giới thanh tịnh. Đối với Bồ Tát thì hướng về tâm thanh văn và tâm bích chi Phật đã gọi là hành giới cấu rồi, huống nữa là gần gũi các ác tri thức. Lại nữa, đã mang ơn người khác mà cố tình quên ơn cũng gọi là hành giới cấu. Bồ Tát biết ơn hết thảy chúng sanh vì nghĩ rằng tất cả chúng sanh đều đóng góp công lao để tạo nên sự an lạc của mình. Vì sao? Vì nếu chẳng có các nhân duyên hòa hợp thì Bồ Tát chẳng có thể được sự an lạc. Ví như hạt lúa phải nhờ các nhân duyên hòa hợp của đất, phân, nước, công sức của người nông phu mới có thể nảy mầm để trở thành cây mạ, thành cây lúa được vậy. Bồ Tát biết rõ rằng sự biết ơn là gốc đại bi, khai sanh ra các thiện nghiệp. Người có nhân cách lúc nào cũng biết ơn và kính trọng mọi người, nên được nhiều người kính mến, khiến danh dự được vang xa, và khi chết sẽ sanh trở lại cõi trời người. Về sau sẽ được viên thành Phật đạo, trái lại người chẳng biết ơn, còn thua kém xa mày cầm thú. Trong kinh Bổn Sanh có chép một chuyện sau đây. Có một người tiều phu vào rừng đốn củi, chẳng may bị lạc đường. Gặp lúc trời mưa to, hùng vừa đói khát vừa lạnh lẽo, lại bị các ác trùng độc thú hăm he sát hại. Trong tình huống đó, ông bèn bước vào một hang đá để ẩn núp. Ngay khi vừa mới bước vào, ông liền thấy một con gấu thật to đang nằm trong đó. Sợ quá, ông quay mình tháo chạy. Thế nhưng gấu có tiếng bảo, ông đừng có sợ, nhà tôi ấm áp, ông cứ vào bên trong nằm ngủ cho đỡ mệt. Thế rồi suốt 7 ngày mưa lớn, gấu thường đem quả ngon nước mát đến cho người tiểu phu dùng. Sau 7 ngày mưa dứt hẳn, trời trở lại quang đãng, gấu bèn dẫn người tiểu phu đến ven rừng và căn dặn rằng: tôi là người phạm tội nên phải làm thân gấu, nếu có ai hỏi xin ông đừng nói đã có gặp tôi. Người tiểu phu vâng lời cảm ơn gấu rồi từ giã ra đi. Dọc đường ông gặp mấy người thợ săn gạn hỏi: ông có thấy có con thú nào trong rừng chăng? Người tiểu phu vẫn làm thinh, tự nghĩ rằng gấu kia là vị ân nhân của ta. Nhờ gấu mà ta được tránh mưa, được ăn uống no đủ, được sống bình an cho đến ngày hôm nay. Nghĩ như vậy nên ông quyết định không chỉ gấu cho các thợ săn. Một thời gian sau, các thợ săn bắn được gấu, mổ thịt rồi đem cho người tiểu phu một phần. Người tiểu phu dứt khoát từ chối. Mấy thợ săn rất lấy làm lạ và hỏi: vì sao người lại từ chối, chẳng muốn nhận phần thịt gấu? Người tiểu phu trả lời: gấu thương tôi như cha thương con, nên tôi chẳng có thể ăn thịt ân nhân của tôi được. Rồi ông bèn kể chuyện gặp gấu trong hang đá, được gấu thương yêu nuôi dưỡng suốt 7 ngày. Nhờ gấu mà ông thoát khỏi tai nạn, sống an lành cho đến ngày hôm nay. Nghe xong câu chuyện, ai nấy đều rút sợ, chẳng dám ăn thịt gấu nữa. Họ bèn đem thịt gấu cúng dường chư tăng. Lúc bấy giờ các vị thượng tọa đều là A-la-hán, có đủ thần thông, nói với tăng chúng rằng: đây là thịt của một vị nhục thân Bồ Tát, đời sau sẽ thành Phật, chớ nên ăn. Do đó chư tăng xây tháp cúng dường Bồ Tát. Nhà vua nghe chuyện liền ban sắc chỉ, tán thán công đức của gấu và của người tiểu phu, khuyên thần dân trong nước nên theo gương ban ơn và biết ơn cao thượng này, toàn dân hết lòng tin kính. Bồ Tát còn nghĩ rằng: những người làm ác đối với ta mà ta còn độ họ, huống nữa là những người đã ban ơn cho ta. Hỏi: các duyên khởi ra tướng nhẫn nhục như thế nào? Đáp: do trước chẳng nén được sân, mà sau đó sân mới dấy khởi, thể hiện bằng các ác hạnh ở thân, ở khẩu, làm não loạn người khác. Nếu nhẫn được các việc như vậy thì gọi là sơ nhẫn. Đây mới là giai đoạn chúng sanh nhẫn. Bồ Tát hành đầy đủ chúng sanh nhẫn và pháp nhẫn. Do hành pháp nhẫn mà Bồ Tát sanh tâm hoan hỷ. Vì sao? Vì do trì giới hành nhẫn nhục mà được thân tâm thanh tịnh, do được thân tâm thanh tịnh mà liền sanh hoan hỷ. Ví như người tắm nước hoa thơm, mặc áo sang trọng, đeo chuỗi anh lạc trang nghiêm, thấy hình ảnh của mình trong gương liền sanh hoan hỷ. Bồ Tát cũng như vậy, do đã được giới định huệ trang nghiêm, do biết mình có được vô lượng công đức nên sanh tâm hoan hỷ. Bồ Tát an trú trong giới nhẫn, giáo hóa chúng sanh, khiến họ được an lạc, được thanh văn thừa hoặc được Phật thừa. Bồ Tát vui mừng khi thấy chúng sanh vui mừng, cũng như ông trưởng giả vui mừng khi thấy con mình ra khỏi nhà lửa vậy. Nếu Bồ Tát đã phát đại bi tâm, đã thể nguyện độ chúng sanh và kiên quyết giữ vững tâm ấy,
thì phải biết vị Bồ Tát ấy được chư Phật, chư Bồ Tát và chư Thánh Hiền gia bị. Trái lại, nếu Bồ Tát đã phát nguyện mà chẳng muốn độ chúng sanh thì sẽ mang tội nói dối với chúng sanh. Do vậy mà nói rằng Bồ Tát nào chẳng xả chúng sanh là đã vào đại bi tâm rồi vậy. Như trước đây đã nói, Phật cũng như chư vị đại Bồ Tát phát nguyện trải qua vô lượng kiếp ở trong địa ngục thay cho chúng sanh thọ khổ, lại dạy cho họ tu các công đức dẫn dắt họ vào Phật đạo và vô dư niết bàn. Hỏi: Bồ Tát làm sao có thể thay chúng sanh thọ khổ được? Đáp: Bồ Tát phát đại tâm cứu độ chúng sanh, thâm ái chúng sanh, bênh vực chúng sanh, gọi là thay chúng sanh thọ khổ. Bồ Tát phát đại tâm thệ nguyện rằng: Ta phải sanh tâm cùng kính tôn trọng chúng sanh, vì tất cả chúng sanh đều đóng góp công lao đã tạo nên sự an lạc của ta. Ta phải hết lòng cung kính cúng dường sư trưởng, vì nhờ đức trí cao minh của Thầy ta mới có thiện duyên đọc kinh nghe pháp, mới được các sự lợi ích. Ví như nước từ trên cao chảy xuống thấp, nếu ta sanh cao tâm kiêu mạn thì mưa pháp sẽ chẳng thấm nhuần vào ta được. Phật dạy: Người tu hành phải kính sư như kính Phật, phải y trì nơi sư trưởng, thì trì giới thiền định, giải thoát tri kiến mới mau được tăng trưởng. Hỏi: Đối với các ác sư thì làm sao có thể cung kính được? Đáp: Bồ Tát chẳng nên thuận theo pháp thế gian. Người thế gian thấy người thiện thì thường gần gũi tôn kính, thấy người ác thì thường ghét bỏ xa lìa. Bồ Tát chẳng làm như vậy được. Vì sao? Vì tất cả những ai đã khai mở nghi kiết cho ta đều đem lại sự lợi ích cho ta. Bởi vậy nên Bồ Tát cung kính tất cả chúng sinh, chẳng nghĩ đến việc làm ác của họ. Ví như người đi trong đêm tối lần bước theo ánh đuốc của người đi trước, dù người cầm đuốc đó là người xấu thì ánh đuốc vẫn dẫn đường cho những người khác đi theo vậy. Bồ Tát nhờ sư trưởng mà thành tựu được các việc lớn nên chẳng để tâm chấp các việc nhỏ. Lại nữa, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật phải nên biết rằng các bậc sư trưởng có vô lượng lực phương tiện để truyền pháp, có khi các ngài thị hiện làm các ác hạnh mà các hàng phàm phu chẳng sao có thể biết rõ được nguyên nhân. Trong kinh có nêu trường hợp Bồ Tát Tát Đà Bà Luân nghe tiếng vọng giữa hư không rằng: Đối với pháp sư, ông chớ nên để tâm tìm kiếm những chỗ xấu của thầy mà sanh tâm lo sợ cho thầy. Bồ Tát nghĩ rằng việc tốt cũng như việc xấu của thầy chẳng phải là việc của ta, ta phải nhất tâm tinh tấn cầu pháp nơi thầy, phải lắng nghe những lời thầy truyền dạy mới có được nhiều lợi ích. Ví như các tượng đất, tượng đá, tượng gỗ chẳng có thật công đức, thế nhưng do lễ bái chiêm ngưỡng tượng Phật mà ta phát được tâm tưởng Phật, tin Phật, nhờ vậy mà được vô lượng công đức. Lại nữa, các pháp sư dùng nhiều lực phương tiện để theo căn trí của chúng sanh mà nói pháp, có trường hợp các ngài phải dùng đến các ác hạnh vậy. Bởi vậy cho nên đối với bậc sư trưởng ta phải một lòng cung kính cúng dường, chẳng bao giờ mống tâm khinh mạn mà mang tội. Bồ Tát quán các pháp rốt ráo là không, quán hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Đối với các bậc pháp sư, Bồ Tát lại nghĩ rằng các ngài dùng trí huệ bát nhã làm các Phật sự, chỉ vì lợi ích cho chúng sanh, ta phải kính thầy như kính Phật, ta phải đến với thầy để cầu tu học sáu pháp ba la mật. Bồ Tát lại nghĩ rằng sáu pháp ba la mật là chánh nhân dẫn dắt ta vào đạo, nên ta phải nhất tâm tinh tấn hành sáu pháp ba la mật. Ví như người làm ruộng phải biết chọn giống, chọn phân bón, phải biết cày bừa đất theo đúng thời vụ. Rồi sau khi gieo giống lại còn phải siêng năng bón phân, làm cỏ tưới nước mới mong thành tựu mùa gặt hái tốt được. Lại ví như đời nay bố thí, đời sau được nhiều phước đức, đời nay trì giới, đời sau được tôn quý, đời nay tu thiền định, đời sau được trí huệ, đời này tu sáu pháp ba la mật, đời sau sẽ được thành Phật. Trong kinh dạy, Bồ Tát chú nhị địa phải tinh cần, chớ nên giải đãi, lên đến tam địa phải học vấn nhiều, chớ nên nhàm chán. Vì sao? Vì càng học nhiều thì trí huệ càng được mở rộng, ví như mắt càng sáng thì càng thấy rõ đường đi, càng dễ tránh các chướng ngại vật. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát phát nguyện rằng chỗ nào có Phật thuyết pháp là đều đến nghe, nhờ nghe pháp, nhờ thọ trì các đà la ni mà được thiên nhãn, giống như biển lớn dung nạp hết các nguồn nước của các sông lạch từ khắp nơi chảy về. Bồ Tát thọ pháp Phật, thọ trì pháp Phật từ khắp mười phương cũng là như vậy. Bồ Tát khi hành pháp thí chẳng cầu danh lợi mà chỉ vì lợi ích cho chúng sanh, chẳng cầu pháp tiểu thừa mà chỉ cầu nhất thiết chủng trí. Bồ Tát dùng đại bi tâm vì chúng sanh hành pháp thí, lấy trí huệ để trang nghiêm Phật quốc, thọ vô lượng khổ của thế gian, trú nơi tam quý, chẳng xả bỏ a lan nhã xứ,
trừ nơi tri túc và thiểu dục. Hỏi, vì sao nói Bồ Tát có nhiều nhân duyên vào trong các nẻo đường sanh tử mà chẳng hề nhàm chán? Đáp, phải có đầy đủ thiện căn mới có thể tự tại ra vào trong sanh tử. Lại nữa, phải mỏng phiền não thì mới chẳng còn bị các khổ làm não loạn vậy. Ví như người có vết thương nhẹ mà lại dùng thuốc tốt đắp lên thì ắt được mau lành vậy. Bồ Tát đã đầy đủ thiện căn thanh tịnh nên các ưu sầu tật đố cùng các ác hạnh đều đã tiêu sạch. Do có đầy đủ thiện căn, do quả thọ quả báo phước lạc nên Bồ Tát có nhiều nhân duyên làm lợi ích chúng sanh, tùy theo chỗ nguyện mà trang nghiêm Phật độ ra vào sanh tử mà chẳng nhàm chán. Trong các nhân duyên thành tựu thiện tâm, đáng kể nhất là tàm và quý. Do có tàm quý nên khi phát nguyện rộng độ chúng sanh, Bồ Tát tự nghĩ rằng sự mong muốn được ít khổ, được chứng niết bàn đều đáng hổ thẹn cả. Tàm và quý là tướng của tam địa. Vào địa này, Bồ Tát biết rõ hết thảy chúng sanh đều là vô sở đắc, đều là vô tướng, nên chẳng chấp vô tướng, dẫn đến chẳng chấp vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát phải thường tu tập các công đức, chẳng hề nhàm chán mới vào được vô thượng đạo. Bồ Tát phải biết tri túc, từ ăn uống thuốc men y áo đến các đồ dùng khác. Chỉ cần có đủ dùng cho đó là các thiện pháp nhân duyên, chẳng cần phải quan tâm đến. Trong phẩm Giác Ma có nói vô sanh pháp nhẫn là hạnh đầu đà. Bồ Tát trú trong thuận nhẫn, được vô sanh pháp nhẫn là đầy đủ 12 pháp đầu đà, là đã chỉ giới thanh tịnh và sẽ dẫn đến được thiền định và trí huệ. Được vô sanh pháp nhẫn là được chân trí huệ, đây là quả báo của hạnh đầu đà. Cho nên nói nhẫn mà chẳng xả giới, cũng chẳng chấp giới tướng mới gọi là vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát biết rõ thật tướng pháp là vô sanh, nên chẳng thấy có trì giới, cũng chẳng thấy có phá giới. Do chẳng phá giới, chẳng mất giới, nên vào được vô tướng giải thoát môn, khiến các uế dục và các ác hạnh đều tiêu diệt. Lại nữa, Phật dạy rằng, Bồ Tát do biết trí túc nên tâm chẳng điên đảo, chẳng sanh dục tâm, nhàm chán thế gian vì biết rõ, ở trong thế gian chẳng có gì vui, do vậy mà vào được vô tác giải thoát môn. Lại nữa, Bồ Tát xả hết sở hữu tâm nên chẳng sanh tâm sợ hãi, chẳng sanh tâm chìm đắm. Bồ Tát biết rõ do nhãn duyên sắc mà sanh ra có nhãn thức, dẫn đến có ý duyên pháp mà sanh ra ý thức. Bồ Tát trú trong bất nhị pháp môn, quán sáu thức đều là hư dối chẳng thật có, do vậy mà phát thệ nguyện độ hết thảy chúng sanh, cũng đều được trú trong bất nhị pháp môn, ly sáu thức chẳng luyến tiếc hết thảy các vật, đây là duyên đại xả vậy. Lại nữa, Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp đều là rốt ráo không, nên diệt hết thảy các chấp về pháp tướng. Khi hành bố thí, Bồ Tát chẳng cầu ân huệ, cũng chẳng sanh cao tâm. Được như vậy là đầy đủ đàn ba la mật vào tứ địa. Khi vào ngũ địa, Bồ Tát lại phải lìa người thân bạch y, tránh các tạp nhiễm thế tục, giữ gìn đạo tâm để trước độ mình và sau độ người. Vì sao? Vì nếu chưa tự độ được thì cũng ví như người bơi chưa giỏi mà liều lĩnh cứu người đang bị dòng nước cuốn trôi, khiến cả mình lẫn người đều cùng bị chìm, chết chìm cả. Bồ Tát xa lìa người thân bạch y nhằm tu tập các công đức. Vì sao? Vì đã cạo đầu đắp y xuất gia trì giới thì chẳng nên gần gũi các người bạch y nữa. Ngoài ra, các tỳ kheo cũng chẳng nên gần gũi các tỳ kheo ni. Hỏi, Bồ Tát quán hết thảy chúng sanh đều bình đẳng, như vậy vì sao nói chẳng nên cùng với người bạch y cộng trú? Đáp, vì Bồ Tát ở các địa này chưa được bất thối chuyển, chưa được lậu tận nên chẳng được cộng trú với hàng bạch y. Lại nữa, lại phải tránh cho người đời tội phỉ báng tăng ni. Vì sao? Vì phỉ báng tăng ni sẽ phải đọa vào địa ngục. Bồ Tát nghĩ rằng ta đã xa lìa gia đình, xa lìa người thân, rời bỏ nhà cửa ra đi tìm đạo giải thoát. Lẽ nào ta lại còn tham đắm nhà người, ta lại còn gần gũi họ nữa? Tuy nhiên vì muốn hết thảy chúng sanh được vui nên Bồ Tát thọ nhận sự cúng dường của họ. Hỏi, vì sao nói Bồ Tát muốn thọ sự cúng dường của chúng sanh mà lại phải xa lìa các lời nói vô ích? Đáp, nói để làm vừa lòng người, như nói giải sầu, bàn việc thời sự, bàn về giặc giã, bàn về phép quan lệ làng, bàn về thời tiết, vân vân, đều là những lời nói chẳng đem lại sự lợi ích gì cho sự tu tâm cả. Bồ Tát vì thương xót chúng sanh đang chìm đắm trong nhà lửa, tự nghĩ rằng ta phải gấp rút cứu thoát chúng sanh ra khỏi nhà lửa của ba cõi. Lửa đã thiêu rụi cả bốn bên, sao ta còn an nhiên nói những chuyện vô ích? Nói chuyện về pháp dị thừa còn chẳng nên, uống nữa là bàn về những chuyện vô ích khác.
Bồ Tát xa lìa sân nhuế và ác khẩu vì biết rõ phỉ báng, kiện tụng, đánh đập đều là những hình thức đấu tranh cả. Bồ Tát hành đại bi nên đối với hết thảy chúng sanh chẳng sanh ác tâm, chẳng sanh khinh miệt, cũng chẳng sanh tâm tự cao tự đại. Bồ Tát biết rõ nội ngoại pháp đều bất khả đắc nên xa lìa 10 bất thiện đạo, vì các bất thiện pháp phá sự giải thoát thanh tịnh của hàng trời người. Người tu tiểu thừa còn xa lìa 10 bất thiện đạo, huống nữa là người tu theo pháp đại thừa. Bồ Tát xa lìa đại mạn tu pháp không nên chẳng thấy có tướng đại thừa hay tiểu thừa, xa lìa sự tự dụng ích kỷ, xa lìa 7 thứ kiêu mạn căn bản, xa lìa điên đảo, xa lìa ba độc tham sân si. Vì sao? Vì Bồ Tát thâm lạc thiện pháp, biết rõ các tướng thường lạc ngã tịnh đều là bất khả đắc, biết rõ chỗ duyên của ba độc đều chẳng có định tướng, đầy đủ như vậy là vào ngũ địa. Phật dạy, cả ba thừa đều phải tu tập 6 pháp ba la mật mới đến được bờ bên kia. Bồ Tát chú lục địa phải tu tập đầy đủ 6 pháp ba la mật. Hỏi, 6 pháp ba la mật là 6 pháp tu của Bồ Tát. Như vậy vì sao nói hàng nhị thừa cũng phải tu tập 6 pháp ba la mật để đến bờ bên kia? Đáp, Phật dạy rằng tu đầy đủ 6 pháp ba la mật là được đầy đủ công năng đại thừa, mà đại thừa bao gồm luôn cả tiểu thừa. Tuy hàng tiểu thừa chẳng được như đại thừa, nhưng tiểu thừa cũng quán pháp không. Do quán pháp không mà chưa tu được 10 lực và 4 vô sở ví, nên chưa có đầy đủ các lực phương tiện, khiến phải hướng về Thanh Văn Điện và Bích Chi Phật Điện. Bởi vậy, nên Phật thường hộ niệm chư Bồ Tát khuyên chẳng nên sanh tâm nhị thừa. Bồ Tát thệ nguyện rộng độ chúng sanh, biết hết thảy pháp đều rốt ráo không, nên khi hành bố thí chẳng sanh tâm hối tiếc, khi chúng sanh còn các việc chướng cũng chẳng sanh sân, khi bố thí chẳng tiếc các nội ngoại vật sở hữu của mình. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát được phước đức sâu dày, được tín tâm kiên cố, được đầy đủ 6 pháp ba la mật, thâm kính chư Phật, dù chưa được vô sanh pháp nhẫn, dù chưa có được đầy đủ các lực phương tiện, mà Bồ Tát vẫn chẳng khỏi nghi tâm đối với các pháp thâm diệu. Phật dạy, phải dùng trí huệ diệt các ý luận, phải chẳng còn có lỗi lầm mới có thể dùng các lực phương tiện mà tu các thiện pháp. Như vậy, chẳng nên khỏi nghi tâm là tướng của lục địa vậy. Hết quyển 49.